Hello đi đâu hả? Alexi đi đâu đó? Giờ 7 giờ mấy sáng rồi nè. Này cái chân Alex nó bị đau, không có lái xe. Mình phải chở Alex đi làm. Phải chở mình cái bạc kinh đó. Ôi mưa. Bạc kinh nó đang sửa đó cả nhà, nó làm đỡ cái bạc kinh này cho mọi người để xe đó, mà cũng đông quá trời. Nó đang làm bạc kinh lại đó. Trời ơi, vô bên phòng sao là mét đẹp ghê là đông lật cốc thương không á, xách đồ ăn à. Mưa quá trời cả nhà, sáng 7 giờ mấy mà mưa quá trời. Trời mưa buồn, lạnh hiu hiu. Trời lạnh hiu hiu, đã vậy còn mưa nữa, buồn. Ở bên này mà trời mưa buồn lắm cả nhà. Ba số phải... mùa mà xuống không có tiền, không có tiền sao dám kêu vợ chở đi, không có tiền kêu taxi, taxi cũng còn phải chở đi. Nào đơn to là ba là gì, ok bỏ cho lát xuống này. Sáng chở đi làm chút chiều phải đi rước nữa này, mà không biết có trả tiền không. Xuống đi, ăn lên, đi du. Bye bye. Rồi, bỏ lại xuống đi. Chiều phải đi rước nữa nha. Thời tiết nó bên này nó kỳ cục quá, mà tại vì bẩm sinh trong người có bị đau quá cho nên là cứ thời tiết nó đổi là nó đau, mình cũng vậy thôi. Nó bị sẵn cái chân từ xưa giờ cũng không chích được cỡ tháng mấy rồi. Nó đỡ được tháng mấy, có khi nó lạnh nó sẽ bị thốn tiếp. Chút nữa mình chiều mình đi rước Alex, mình sẽ quay tiếp cho cả nhà xem. Hôm nay mình sẽ quay cả nhà một ngày mà mình đưa Alex đi làm giùm á ha. Không biết là có trả tiền không, mà nãy Alex nói rồi có tiền đâu trả, tiền đưa vợ hết. Ok cả nhà. Giờ 4 giờ cả nhà, 4 giờ 7 phút rồi thì phải đi rước Alex. Mình vô tới chỗ làm nữa khoảng cỡ 4 giờ 15 20 rồi. Tại vì 4 giờ 15 Alex mới về. À giờ trời mưa nữa cả nhà. Mấy mùa này nó chuyển qua mùa thu thì nó đổi liên tục, có hồi nó lạnh rồi nó còn mưa nữa. Công việc của Alex thì khỏe, làm ở trong hãng xưởng thì khỏe, giờ hành chánh không có thất thường giờ giống như mình làm bên ngoài cả nhà. Làm bên ngoài thì giờ giấc nó không có được như làm trong hãng. Thật ra thì Alex cũng khuyên mình xin đổi vô hãng làm ngoài, nhưng mà chắc mình làm công việc của mình thấy mình quen cả nhà. Ai cũng vậy, làm việc riết quen, mình làm cái việc của mình 7-8 năm thì mình thấy nó quen với mình rồi.
làm bên bên nhà hàng, làm bên quán sushi đó, làm bên làm sushi của Nhật đó, làm của Nhật nhưng mà chủ thì Tây ha, chứ không phải chủ Nhật hay chủ của người Nhật đâu ha. Đây nhiều người làm lắm cả nhà, cho nên cái giờ của mình á nó không có giống được như Alex. Sáng á, thì Alex đi làm sớm 7 giờ mấy là Alex đi làm, 8 giờ là vô vô hãng làm, còn mình á, thì tới 9 giờ mấy mình mới đi, tại vì 10 giờ mình mới làm. Nhưng mà chỗ làm của mình xa hơn chỗ của Alex nhiều lắm ha, chỗ làm của mình xa hơn, Alex thì làm gần hơn. Rồi giờ mình làm tới trưa 2 giờ mình nghỉ, nghỉ xong mình phải về nhà, về nhà cũng cỡ hơn nửa tiếng nữa rồi, 2 giờ mấy cả nhà. Rồi xong mình nghỉ tới 6 giờ chiều mình mới làm, nhưng mà khoảng cỡ 5 giờ, 5 giờ mấy là mình phải đi rồi, tại buổi chiều nó hơi kẹt xe chút. Chỗ làm của mình nó hơi xa, nó cũng mệt lắm, nhưng mà làm riết quen đó, quen với mấy người làm chung trong đó nữa, cái mình không muốn đổi công việc khác. Mình muốn ra đổi đổi việc làm, là mình chỉ muốn làm tiệm riêng của mình thôi. Mình cũng đang ý định của mình cũng muốn làm tiệm nay cũng cả năm rồi, nhưng mà tại vì bên giờ bên này á, mướn mặt bằng để mà làm nhà hàng á, nó hơi khó cả nhà. Là tại vì nhà hàng á, mình muốn làm trong mấy cái khu mà đông này kia đó, thì bây giờ người ta đã làm rất là nhiều rồi, cho nên là những cái vị trí mà mình muốn làm á, người ta lại không có cho mình làm nhà hàng cả nhà biết không. Tại làm nhà hàng á, người ta sợ là phải làm mấy cái ống khói để mà hút mùi rồi này kia đó. Nhưng mà thật ra thì mình làm bên bên sushi á, thì nhà hàng sushi bên đây làm á, không có nấu nướng gì đâu cả nhà ha, chỉ có quấn sushi là chính thôi, chứ không có không nấu nướng không có gì hết. Nếu mà có nấu nướng thì mình chỉ cần một cái lò để mình chiên những cái đồ nguội thôi, chứ còn không có nấu, không có xào, không có nấu gì hết đó. Cho nên mình thấy cũng khỏe. Đây mình có ý định, mình cũng muốn làm lâu rồi, mình đi kiếm mặt bằng được cũng lâu, nhưng mà kiếm rất là khó cả nhà, không có dễ đâu ha. Mình chạy xe, cái xe của mình đi là xe số sàn ở cả nhà, bên Việt Nam kêu mà số sàn đó, là ở đây nó kêu giống như là số bên đây nó kêu là boss vitesse, còn nếu mình chạy cái số tự động, bên Việt Nam mình kêu số tự động, thì bên đây nó là boss automatic đó cả nhà. Nhưng mà thật ra thì mình lại thích chạy xe số sàn hơn, nhưng mà trong thành phố thì nó hơi cực một chút, rồi phải trả số về số nó hơi cực. Nhưng mà ra đường lớn, đường ngoài thì mình chạy xe số mình thích hơn. Bên đây thì bên Pháp này đa số mình thấy người ta thích đi xe cái xe số sàn nhiều hơn cả nhà. Xe số sàn thì bên này á, nó rẻ hơn là xe boss automatic một chút cả nhà. Số tự động nó rẻ hơn chút, rẻ hơn cũng khoảng cỡ 1.000 2.000 gì đó. Nhưng mà vấn đề thì không phải vậy, nhưng vấn đề thì mình chạy xe, hồi trước mình cũng chạy xe automatic rồi, nhưng mà mình chạy riết mình thấy nó cũng nhàm cả nhà biết không. Cứ ngồi im re chạy lên xuống riết, mình thấy mình cũng nhàm, cho nên là khi mình chạy cái bot cái hộp số của số sàn đó, tự nhiên mình thấy thích cả nhà biết không, thấy thích. Ra nếu mà không có kẹt xe thì đi cũng không có sai, nhưng mà nó kẹt xe thì đi hơi lâu. Còn tới chỗ giờ này thì đa số là giờ người ta đi làm về. Bên này nó không giống như bên mình đâu ha cả nhà ha,
hãng bên mình á, mình khi mình qua bên này mình thấy hãng bên này nó khác bên mình. Hãng bên này, hãng xưởng bên này nó xây cũng giống như là những cái ngôi nhà mà lớn lớn của mình ở bên vậy thôi, chứ không phải là hãng xưởng là xây giống như ở bên Việt Nam mình ha, thấy khác. Đấy rồi, để chờ cái lát coi ra nè. Bên đây người ta làm, người ta đi xe hơi không, cả nhà thấy không? Đi xe hơi không? Ảnh đi ra rồi. Cái chân bị đi hơi bị đau cả nhà. Đi nó hơi hơi khó chút, cũng tội nghiệp. Rồi mình khóa xe. Ý, khóa xe nhốt chậu hoài. Thương không? Đó, đem đồ ăn. Chớ xì xì dạ sao hả đó rồi à, lấy xì đã chân bị đau mà còn bị cảm nữa cả nhà, vậy mà kêu nghỉ làm không chịu nghỉ. Alex có hiếu với chỗ làm, nó chỉ làm có trách nhiệm ở nhà, kêu nghỉ nó không nghỉ. Tại vì nếu mà Alex nghỉ thì vẫn được là ăn nha, ăn lấy giấy bệnh nghỉ cũng vẫn có lương như bình thường như thế nhà, cả lớp không nghỉ thôi. Cả lớp nó trong hãng không có chờ, không có người làm, thật ra vô làm thì không có đứng cũng ngồi cũng đỡ. Giọng đi ghê, bệnh giọng đi đến đâu. Hôm qua đi làm về tắm, rồi tự tắm xong rồi vô, đầu lỗ mũi nó chảy ròng ròng đó, sổ mũi đó. Rồi kẹt xe quá trời. Buổi chiều là nó kẹt xe dữ, buổi chiều kẹt xe hơn là buổi sáng. Đường này là chưa đâu, đường này kẹt ít á, đường mình đi làm nó còn kẹt nhiều hơn nữa. Kia đó thì mình mua không có cần lấy toa, không có cần đi bác sĩ để mà xin cái toa mình mua hết đây hả, chỉ cần những cái thuốc nào mà quan trọng đó thì nó mới mới cần phải đi lấy cái toa để mua thôi. Còn thuốc cảm thì mình ra cái chỗ bán thuốc mình mua được. Giờ ghé chỗ bán thuốc mua cho lấy thử hộp thì uống có hết hay không. Mấy mùa này dễ bệnh đó. Ở ngoài thì lạnh, thì vô trong xe ngồi mở sofa nóng nữa nè, nên dễ bệnh. Cảm ơn cả nhà rất nhiều theo dõi video hôm nay. Mình làm Uber chở chồng đi đi làm. Alexi, mẹ xin vợ đi, mẹ xin vợ đi, vợ chở em giùm của mẹ xin vợ chứ. Cái giọng của Alex bị bệnh, chảy mũi, giờ đổi giọng rồi nói chuyện nghe mắc cười luôn nè. Cả nhà nha, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Ô, cái giọng nói cái ghê quá, đừng nói chuyện ghê quá. Bye bye cả nhà hay chồng. Bye bye cả nhà, chào tạm biệt cả nhà, gặp lại với video tiếp theo nha.